Mẹ mà nói không đi chắc em khóc thiệt luôn quá. Rồi bây giờ mình chạy qua coi chị hai học xong chưa, rồi cả nhà mình đi xem lô tô nè. Ý mà khoan, cô gia sư đang nói gì về sao hai vợ? Sao bạn chị không biết bạn chị Hiếu có đi xem xiếc chung không ha? Trời ơi, sao cô biết luôn á? Vậy là cô thua rồi. Cô đây 20 nồi bánh chân rồi còn chưa được bạn rượu đi chơi lô tô, vậy mà Su có bạn rượu ghê ha. Đâu, con đâu có rượu đâu mẹ. Ý con nói là lỡ khi mình đi chơi lô tô gặp bạn Chí Hiếu ở đó thì sao? Chưa gì Su mới làm quen có 1-2 bạn là con trai mà ba mẹ chọc Su hoài giận luôn, chắc Su chơi với con gái luôn quá. Ý mà Su nhớ không lầm là em Su Mi rượu cả nhà đi chơi lô tô chứ bộ. Cha con nhà Su làm gì mà đi lẹ dữ vậy? Mẹ ăn cá viên chiên ông Su đại, ở chỗ này bán ngon lắm. Sao Su Ti biết chỗ này bán ngon? Bộ Su Ti ăn ở đây lần nào rồi hả? Vậy là mẹ không biết gì hết trơn. Mẹ mua chuột Su Mi đi rồi Su Mi kể cho mẹ nghe tin động trời à nha. Nhưng mà thôi Su Mi không dám nói đâu, Su Mi hứa giữ bí mật với chị hai là không có nói cho ba mẹ biết cái cô bán dây cá viên chiên là mẹ của bạn Chí Hiếu đâu. U là trời, mới nhắc ảnh xong ảnh tối liền kìa mẹ. Đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Ý mà Su ơi, phía sau lưng có ai nhìn Su nãy giờ kìa? À, cô gia sư kìa. Su, cô giọt hỏi nè, bạn Chí Hiếu đâu? Nè nè, bạn Chí Hiếu đây nè cô. Trời đất ơi, tưởng một mình mẹ Trang là bà tám, ai ngờ cô cũng tám chuyện dữ. Ủa, mới thấy bạn Chí Hiếu đi chung với Su đâu mất tiêu rồi. Ba mẹ chọc con hoài, con ghét con không chơi nữa, con đi kiếm bạn khác con chơi. Thôi mà, ba mẹ giận tí xíu thôi mà, đừng có giận nữa mà. Ê mà bà giận ba mẹ thiệt rồi kìa, bây giờ bà chuyển sang một bạn khác chơi. Đó, cái bạn bạn đem bịt mặt đó là bạn cũng học cùng lớp với Su luôn đó mẹ. Ê mà làm gì em Su Mi chơi có một mình vợ? Tại ba mẹ mà chị hai giận con rồi đó, nói con nhiều chuyện quá vậy. Trời đất ơi, mẹ mà cái gì không biết, đâu phải lỗi của em Su Mi đâu mà. Hai đừng có giận em Su Mi nữa nha, chơi với em Su Mi đi kìa, em Su Mi buồn á. Vậy mẹ hứa với con từng sau là đừng có bao giờ chọc con nữa nha, không thôi là con giận thiệt luôn đó.